Những tác dụng chữa trị bệnh của quả sung hiệu quả Sung là một trong những loại cây mọc hoang khá nhiều ở nước ta Không chỉ dùng để chế biến thành nhiều món ăn khác nhau Quả sung cũng tốt cho sức khỏe Cùng tham khảo những tác dụng chữa trị bệnh của quả sung hiệu quả dưới đây nhé Sung là loại cây thân gỗ Thường mọc hoang dại ở những nơi đất ẩm Bìa rừng như ao, hồ, sông, suối Trên các cành non, nách lá của cây sung Thường mọc ra những chùm quả sung chi chít Khi còn non có màu xanh càng chín thì chuyển sang màu cam. Quả sung, đặc biệt là sung non, thường được dùng để chế biến khá nhiều món ăn như muối ghém, kho với thịt, cá. Theo đông y, quả sung có tính bình, vị ngọt, có tác dụng giải độc, tiêu thũng, trị mụn nhọt. Những tác dụng chữa trị bệnh của quả sung hiệu quả có thể kể đến như Chữa bệnh trĩ, để trị bệnh trĩ, bạn có thể lấy chừng 15 quả sung còn xanh, đem rửa sạch, nấu canh với lòng lợn nên duy trì ăn liên tục để trị bệnh trĩ. Bạn cũng có thể cho vài quả sung vào một cốc nước, ngâm qua đêm và uống ngay vào sáng hôm sau khi chưa ăn gì. Ngăn ngừa tăng huyết áp. Hàm lượng kali có nhiều trong quả sung có tác dụng rất tốt trong việc làm hạ huyết áp và ngăn ngừa nguy cơ tăng huyết áp gây hại. Người mắc bệnh huyết áp cao nên ăn quả sung mỗi ngày để bổ sung đầy đủ lượng kali thiếu hụt cho cơ thể. Tăng cường sức khỏe tim mạch Theo các chuyên gia, sử dụng quả sung hàng ngày sẽ rất có ích cho sức khỏe tim mạch của bạn. Ngoài ra, các chất phenol, omega 3 và omega 6 là những axit béo có tác dụng giảm nguy cơ mắc bệnh mạch vành cho bạn. Giảm cân Sung là loại quả có hàm lượng chất xơ cao nên vô cùng tốt cho những người mắc bệnh béo phì hoặc những người đang muốn giảm cân. Tuy nhiên, nếu ăn sung để giảm cân, bạn chỉ nên ăn một lượng vừa phải, tránh ăn với sữa hoặc ăn quá nhiều vì có thể phản tác dụng. Ngăn ngừa ung thư các nhà khoa học đã nghiên cứu và chứng minh chất nhựa trong quả sung giúp ức chế sự phát triển và ngăn ngừa một số bệnh ung thư nguy hiểm như sarcoma, hạch bạch huyết, ung thư vú tự phát, ung thư mô liên kết, ung thư phổi, ung thư dạ dày. Trị ung thư phổi sau mỗi bữa ăn tráng miệng bằng 5 quả sung tươi là cách trị các bệnh liên quan đến ung thư dạ dày được nhiều người áp dụng. Ung thư phổi, quả sung xanh 20 trái, chè xanh 10 g đun như nước chè, uống thay nước lọc mỗi ngày. Chị ho khan, ho khan thường khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, khó chịu và gây ra những bất tiện trong cuộc sống. Bạn có thể dùng 50 đến 100 g sung chín, đem gọt sạch vỏ, rửa sạch. Nếu với 50 đến 100 g gạo thành cháo, chia ăn vài lần trong ngày, nếu không quen vị chát của sung, bạn có thể thêm ít đường phèn cho dễ ăn. Ngoài ra quả sung cũng giúp làm giảm đau họng, trị nhiều chứng rối loạn hô hấp khác nhau như ho, hen suyễn. Quả sung trị bệnh sỏi thận Xung đem sắt thành miếng, rửa sạch và phơi khô, rồi đem sao trên bếp, mỗi ngày lấy 250 g xung trên, cho vào nồi đổ 4 bát nước đun lấy một bát, sau đó chia ra uống trong ngày. Bạn cũng nên giữ lại phần bã, thêm nước vào, nấu và uống như nước bình thường. Hy vọng qua bài trên đây, bạn đã biết được những tác dụng chữa trị bệnh của quả sung hiệu quả. Nếu mắc một số trong những bệnh trên, hãy áp dụng ngay để bảo vệ sức khỏe cho bản thân nhé